vai trò lớn trong việc ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của khách hàng. Bà con nên lưu ý, màu đỏ thể hiện sự tự tin, thoải mái hoặc cảm xúc mãnh liệt. Màu cam bao gồm năng lượng và tràn đầy sự nhiệt tình, sức sống vui tươi, thân thiện. Màu xanh lục là màu của thiên nhiên, thể hiện sự tươi mát, hồi sinh và là dấu hiệu cho sự khởi đầu mới. Trong việc thiết kế bao bì, lựa chọn phông chữ là một khía cạnh quan trọng. Mặc dù màu sắc bắt mắt, thu hút nhưng chữ thể hiện không sắp xếp hợp lý hoặc từ ngữ quá khó đọc thì lập tức khách hàng sẽ chuyển sang một sản phẩm khác. Chính vì vậy, kiểu chữ trên bao bì phải có được sự hài hòa với hình ảnh chủ đạo và màu sắc nổi bật để người tiêu dùng dễ dàng nhận ra sản phẩm trên chính giá hàng. Đặc thù của các sản phẩm nông nghiệp đó là thời hạn sử dụng ngắn và khá khó bảo quản để có thể giữ nguyên được màu sắc, hương vị đặc trưng. Tùy vào mỗi loại nông sản cũng như hình thức yêu cầu trong bảo quản mà bao bì đựng nông sản sẽ được sản xuất phù hợp theo từng loại. Đặc biệt, tất cả các sản phẩm nông sản đều là những mặt hàng có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người. Bởi vậy, bao bì nông sản không những cần được đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn bảo quản sản phẩm mà còn phải đảm bảo các yếu tố không độc hại, an toàn cho người sử dụng. Đối với nông sản, bà con có thể đóng gói ở nhiều trọng lượng khác nhau. Việc này giúp sản phẩm nông sản của bà con được nhiều khách hàng lựa chọn. Vì bà con đã cho khách hàng quyền lựa chọn để mua sản phẩm phù hợp với từng nhu cầu của họ. Mặt khác, bà con cũng đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng đang muốn thăm dò sản phẩm mua thử. Bao bì khối lượng nhỏ cũng là cách để nông sản của bà con có mặt trong giỏ quà mỗi dịp lễ Tết. Bao bì thương hiệu là nơi cung cấp các thông tin được in ấn bao gồm cả những thông tin bắt buộc hoặc không bắt buộc như tên sản phẩm, công dụng, thành phần cấu tạo, hạn sử dụng, thông tin nhà sản xuất. Bà con lưu ý hệ thống thông tin trên về bao bì nông sản để người tiêu dùng dễ dàng nhận biết và tin tưởng chọn mua, từ đó tăng doanh thu bán hàng.